Cái tên Noway đang là cái tên cực hot trong những ngày gần đây khi game thủ này tham gia chương trình Người ấy là ai và hốt chọn nữ chính xinh đẹp Kara. Nhưng ít ai biết, trước khi có được ngoại hình xinh đẹp khiến Hương Giang, Hoa Minzy và Kara mê mẩn khen hết lời thì Noway đã có một thời rất ngố tàu. Trước đây, nam streamer khá bụ bẫm, khuôn mặt tròn. Hơn nữa, Noway lại chọn cho mình kiểu tóc layer không phù hợp, khiến cho gương mặt của anh chàng càng tròn và mất cân đối hơn. Màu tóc tẩy ngả vàng khiến mặt Noway bị tối. Ngay sau đó, nhờ sự tư vấn của stylist 30chai, nam streamer đã chọn cho mình kiểu tóc sport để giúp khuôn mặt nhìn dài hơn, nam tính và năng động hơn rất nhiều. Kiểu tóc này rất hợp với phong cách game thủ của anh chàng này. Stylist cũng nhuộm lại một tóc đen để đều màu hơn với phần chân tóc mới mọc ra. Tương tự như Noway, vì quá mải mê với những trận đấu game mà Bomman quên mất chăm chút cho ngoại hình của mình, vậy nên mái tóc layer của anh chàng đã mọc dài lầm trở, mất form, phần hai bên sai đã chỉa ra trông rất xòe xòa. Với gương mặt hơi dài, có chút góc cạnh, stylist 30chai đã chọn cho nam caster kiểu tóc quýt để tăng độ nam tính và khoe được vầng trán vùng vức của anh chàng. Hai bên sai được cắt phết mịn màng, mượt mà khiến cho mái tóc trở nên gọn gàng, khuôn mặt của Bomman nhìn sáng hơn. Vạch tattoo đơn giản nhưng lại tạo ra điểm nhấn rất khác biệt và độc đáo cho mái tóc. Chim sẻ đi nắng cũng không ngoại lệ, sở hữu một phong cách đơn giản, không quá chăm chút cho ngoại hình, mái tóc của anh chàng khá xòe xòa dường như không theo phong tóc nào cả, các phần tóc mọc dài và chỉa khá lung tung. Với mong muốn bản thân có một ngoại hình chuyên nghiệp hơn, thời trang hơn và quan trọng là đẹp trai hơn, Chim sẻ đi nắng đã tìm đến sự tư vấn của stylist 30chai. Để giúp mái tóc của game thủ này gọn gàng, stylist đã chọn việc cắt phết hai bên sai và cũng để tạo sự nam tính, mạnh mẽ, Chim sẻ đi nắng sở hữu gương mặt khá dài, thay vì việc chọn một mái tóc vuốt dựng lên để tạo sự khai góc như những game thủ khác. Stylist chọn cách tạo kiểu phù hợp hơn với phần mái được vuốt xuôi xuống và vuốt texture để tạo điểm nhấn, thời trang khiến mái tóc không bị nhàm chán. Cuối cùng, để lột xác hoàn toàn chàng game thủ xoe xoa này, stylist nhuộm cho anh chàng một tóc xanh ánh đen. Màu tóc này không chỉ khiến cho anh chàng nhìn xanh điệu hơn mà giúp cho làn da của chàng trai sáng hơn rất nhiều.